đây là chương trình phát thanh của trung tâm gian quá thể thao và truyền thanh thành phố châu đốc phát trên tần số FM 92,1 MHz. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình phát thanh của Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thanh Thành phố Châu Đốc. Hôm nay thứ hai ngày 20 tháng 5 năm 2024. Trong chương trình thời sự hôm nay, sau phần tin có bài nhiều hoạt động quan trọng diễn ra dịp lễ hội dưới bà chúa xứ núi Sam năm 2024. Trước hết kính mời quý vị theo dõi phần tin. Để thực hiện tốt công tác bảo đảm an ninh trật tự, phòng chống tội phạm thì phải thực hiện đồng bộ quyết liệt nhiều giải pháp. Trong đó, công tác tuyên truyền có vai trò đặc biệt quan trọng, tuyên truyền sâu rộng trong cộng đồng. Trong năm 2023, Công an phường Vĩnh Quân phối hợp với các ngành đoàn thể, tổ chức tuyên truyền được 18 cuộc, có 829 lượt người tham dự. Tuyên truyền lưu động 536 lượt, tuyên truyền trên đài truyền thanh phường được 81 lượt tin, treo 5 băng rôn, ngoài ra người dân cung cấp chính tình có liên quan lĩnh vực an ninh trật tự trên địa bàn có giá trị giúp lực lượng công an điều tra xác minh làm rõ các vụ việc thông qua công tác tuyên truyền đã góp phần nâng cao ý thức của người dân trong công tác bảo đảm an ninh trật tự phòng chống tội phạm và thúc đẩy phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc của địa phương ngày càng phát triển thời gian qua công tác đảm bảo an toàn thực phẩm luôn được cấp quỹ chính quyền các ban ngành đoàn thể trên địa bàn thành phố cho Đốc đẩy mạnh thực hiện bằng nhiều giải pháp qua đó góp phần nâng cao nhận thức và hành động của nhân dân về vệ sinh an toàn thực phẩm và hạn chế các vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra trên địa bàn. Để đảm bảo chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm, bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng, thành phố Châu Đốc đã ban hành nhiều văn bản hướng dẫn chỉ đạo các ngành, các xã phường triển khai các hoạt động đảm bảo chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm, đẩy mạnh tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, tổ chức tập quấn nâng cao kiến thức cho đội ngũ cán bộ chuyên môn, siết chặt công tác quản lý, kiểm tra giám sát Xử lý các cơ sở sản xuất kinh doanh vi phạm các quy định về an toàn vệ sinh thực phẩm, đồng thời thành lập các đoàn kiểm tra liên ngành tiến hành kiểm tra tập trung vào việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm tại các cơ sở sản xuất chế biến kinh doanh thực phẩm, kinh doanh dịch vụ ăn uống. Cùng với đó, Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo cơ quan chuyên môn phối hợp các xã phường hướng dẫn các hộ kinh doanh dịch vụ ăn uống, bếp ăn tập thể trên địa bàn, các cơ sở kinh doanh thức ăn nhanh, thức ăn đường phố ký cam kết thực hiện công tác đảm bảo an toàn thực phẩm theo quy định để đảm bảo nguồn thực phẩm sạch, an toàn cho cộng đồng. Bên cạnh đề cao vai trò quản lý, giám sát, việc thực thi pháp luật về an toàn vệ sinh thực phẩm của cơ quan chức năng, thì mỗi người dân cần phải là những người tiêu dùng thông thái, có kiến thức đầy đủ, sáng suốt lựa chọn sản phẩm đảm bảo chất lượng, sản phẩm có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, không dùng những thực phẩm bẩn kém chất lượng, góp phần chung tay bảo vệ sức khỏe của cộng đồng. Với những hoạt động ý nghĩa, Quỹ ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp thành phố Châu Đốc đã phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc quy động nguồn lực chăm lo an sinh xã hội, từng bước nâng cao đời sống của người dân, đảm bảo an sinh xã hội. Quỹ ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Châu Đốc phối hợp các tổ chức thành viên thực hiện nhiều hoạt động trợ giúp hộ nghèo, các đối tượng yêu thế như đẩy mạnh cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, phong trào thi đua vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau, vận động quỹ vì người nghèo và các chương trình an sinh xã hội. Đặc biệt công tác xóa nhà tạm cho hộ nghèo, hộ cận nghèo được thực hiện kịp thời đúng đối tượng và nhận sự đồng tình ủng hộ của các tổ chức cá nhân. Trong 5 năm qua, thành phố Châu Đốc đã xây dựng, sửa chữa 636 căn nhà đại đoàn kết, tăng qua hỗ trợ các trường hợp ốm đau, tai nạn, bị ảnh hưởng do thiên tai dịch bệnh cho gần 48.000 lượt người. Tiếp bước đến trường cho học sinh vượt khó học giỏi, trao 360 xe đạp, 1.200 thẻ bảo hiểm y tế. Tiếp tục phát huy tinh thần tương thân tương ái của dân tộc. Quỹ ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trên địa bàn thành phố Châu Đốc sẽ tiếp tục quan tâm chăm lo cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn. Trong đó, tập trung công tác tuyên truyền vận động các tổ chức cá nhân, các tôn giáo và nhân dân đóng góp nguồn lực cho công tác an sinh xã hội. Đồng thời, cung cấp quỹ đảng chính quyền các cấp thực hiện tốt chủ trương chính sách của nhà nước về chăm lo cho người nghèo. Quỹ ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố sẽ tập trung rà soát các hộ cận nghèo, mới thoát nghèo, phân tích nguyên nhân, đưa ra giải pháp, hình thức hỗ trợ giúp cụ thể. Động chiên khích lệ hộ nghèo gia đình có hoàn cảnh khó khăn chủ động dưng lên thoát nghèo bền vững. Chỉ còn khoảng 2 tuần nữa các em học sinh các trường mầm non, tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn thành phố Châu Đốc sẽ bước vào kỳ nghỉ hè. Mỗi khi kỳ nghỉ hè đến, việc tìm không gian để trẻ em vui chơi lại trở nên bức thiết hơn bao giờ hết, bởi hiện nay, các điểm vui chơi sinh hoạt hè hay một không gian mở dành riêng cho trẻ em trên địa bàn thành phố đang thiếu. Chiều đến, từng nhóm trẻ tụ tập đá bóng ngay trên vỉa hè gây nguy hiểm cho trẻ khi chạy theo bóng những khu mặt bằng lớn đang xây dựng cũng là địa điểm vui chơi của nhiều trẻ em các nơi này thường ít xe cộ đi qua nhưng lại tiềm ẩn nguy cơ tai nạn thương tích cho trẻ khi công trình xây dựng có nhiều hố nước đường gồ ghề hay chưa có nắp cống ở khu vực nông thôn thiếu sân chơi cho trẻ không có chỗ chơi an toàn trẻ thường tụ tập chơi với nhau và dễ bị các tai nạn thương tích như bị ngã bỏng xúc chật cắn bị đuối nước đặc biệt dịp hè cũng là lúc nhiều trẻ bị đuối nước nên các phụ huynh cần quan tâm, không cho trẻ tự đi bơi ở nơi không đảm bảo an toàn. Ngoài việc học thì vui chơi giải trí góp phần quan trọng giúp trẻ có thể phát triển toàn diện để giải quyết bài toán sân chơi cho trẻ trong dịp hè. Các cấp chính quyền và các ngành chức năng cần sớm có kế hoạch duy tu, tôn tạo, xây dựng mới các điểm vui chơi an toàn bổ ích cho trẻ. Ngoài ra các bậc phụ huynh cần quản lý con em trong dịp hè, tránh trẻ xa vào các trò chơi vô bổ, thiếu lành mạnh và tránh những nguy cơ gây tai nạn thương tích đuối nước cho trẻ tăng cường công tác tuyên truyền các biện pháp ứng phó mưa dòng kèm lốc, xét, mưa đá trong thời kỳ chuyển mùa và các tháng mùa mưa năm 2024 trên địa bàn tỉnh. Theo nhận định của Đài khí tượng Thủy văn tỉnh và các cơ quan chuyên môn về tình hình thời tiết Thủy văn khu vực tỉnh An Giang như sau, nửa đầu tháng 5 khả năng xuất hiện mưa trái mùa ở một vài nơi với lượng mưa nhỏ, tổng lượng mưa ở mức thấp hơn trung bình nhiều năm. Tình trạng khô hạn tại huyện Tri Tôn và thị xã Tịnh Biên có khả năng kéo dài đến khoảng nửa đầu tháng 5. Mùa mưa năm 2024 có khả năng bắt đầu muộn hơn so với trung bình nhiều năm. Khoảng ngày 10 đến ngày 20 tháng 5 năm 2024, sau khi mùa mưa bắt đầu là thời kỳ hoạt động mạnh của gió mùa Tây Nam và La Nina, nên những đợt giảm mưa trong mùa mưa hầu hết là không rõ ràng. Mưa vẫn còn xảy ra ở một số vài nơi và thời gian giảm mưa không dài, chỉ khoảng từ 3 đến 5 ngày. Nửa cuối tháng 5 đến tháng 6, tổng lượng mưa thấp hơn trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Từ tháng 7, tổng lượng mưa cao hơn mức trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Mưa sẽ tập trung nhiều vào thời gian này. Gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh, trong phạm vi tỉnh có khả năng xuất hiện các đợt mưa lớn diện rộng. Nhằm chủ động ứng phó giảm thiểu thiệt hại do dòng lốc xét mưa đá và các đợt mưa lớn diện rộng, mưa lớn cục bộ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu triển khai thực hiện một số nội dung sau đây: Một, các Sở ban ngành tỉnh và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các quận, thị xã và thành phố, các cơ quan đơn vị liên quan theo chức năng, nhiệm vụ của mình theo dõi chặt chẽ các bản tin cảnh báo, dự báo thiên tai, thời tiết để thông báo, hướng dẫn kịp thời, thường xuyên để nhân dân chủ động phòng tránh, giảm thiểu thiệt hại do các hiện tượng thời tiết nguy hiểm nhất là dòng lốc xét, mưa lớn diện rộng và mưa lớn cục bộ đề phòng xuất hiện các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như dòng xét, lốc, mưa đá và các đợt mưa lớn diện rộng, mưa lớn cục bộ, đặc biệt trong thời kỳ chuyển mùa và các tháng đầu mùa mưa năm 2024. Tổ chức thực hiện và chỉ đạo các đơn vị thuộc ngành địa phương, phường xã, thị trấn, tăng cường công tác tuyên truyền, kiểm tra, hướng dẫn tổ chức hộ gia đình cá nhân, gia cố, chằng chóng, tu sửa nhà ở, kho tàng, nhà máy, xí nghiệp, công trình công cộng để tăng độ vững chắc cắt tỉa cây xanh cây to có nguy cơ đổ ngã kiểm tra các biển hiệu bano biển quảng cáo có khả năng mất an toàn thuộc phạm vi quản lý nhằm để biết cách phòng ngừa và biện pháp ứng phó mưa dông lốc xét xảy ra làm thiệt hại tính mạng tài sản của nhà nước và nhân dân tổ chức kiểm tra rà soát sẵn sàng các phương án để chủ động ứng phó khi có tình huống đặc biệt khi có tình huống, đặc biệt là bố trí lực lượng xung kích cấp xã, vật tư phương tiện tại chỗ, triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn cho nhân dân, tổ chức kịp thời các hoạt động phòng ngừa, ứng phó và khắc phục hậu quả được nhanh chóng, kịp thời và hiệu quả. 2. Báo An Giang, Đài Phát thanh Truyền hình An Giang, các cơ quan thông tấn báo chí, Ủy ban nhân dân các quận, thị xã thành phố chỉ đạo đài truyền thanh cấp huyện cấp xã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến hướng dẫn nhân dân cách nhận biết và các biện pháp ứng phó với mưa, dòng, kèm, lốc, xét và mưa đá. 3. Các đơn vị địa phương tổ chức trực ban nghiêm túc, đảm bảo chế độ thông tin, báo cáo theo quy định. Thống kê báo cáo cập nhật thông tin nhanh kịp thời, các tình huống do thiên tai xảy ra và gửi về ban chỉ huy ứng phó biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai và phòng thủ dân sự tỉnh. Thông qua văn phòng thường trực ban chỉ huy ứng phó biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai và phòng thủ dân sự tỉnh. Qua số điện thoại 02963857573 bctt.tkcen.a+angang.gov.vn. Trường hợp khẩn cấp đề nghị liên hệ ông Lương Huy Khanh, chánh văn phòng ban chỉ huy ứng phó biến đổi khí hậu phòng chống thiên tai và phòng thủ dân sự tỉnh, số điện thoại 0913679858 để được hướng dẫn, hỗ trợ. Nhằm hạn chế ở mức thấp nhất về thiệt hại do mưa, dông gây ra trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu sở ban ngành tỉnh, thành viên ban chỉ huy ứng phó biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai và phòng thủ dân sự tỉnh, chủ tịch ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố, các cơ quan liên quan nghiêm túc thực hiện. Hướng dẫn thực hiện an toàn nhà ở đối với dòng lốc Nhằm hạn chế thấp nhất những thiệt hại do dòng lốc gây ra đối với nhà ở của nhân dân trên cơ sở công văn số 1675 của Bộ Xây dựng về việc phòng chống thiên tai, đảm bảo an toàn cho người, nhà ở và công trình xây dựng mùa mưa. Đảm bảo an toàn cho người, nhà ở và công trình xây dựng mùa mưa bão năm 2024. Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai và phòng thủ dân sự tỉnh đã tổng hợp lại một số biện pháp cơ bản để giảm thiểu thiệt hại nhà ở do dòng lốc như sau đối với nhà đã xây dựng, đóng kín các cửa và khe hở trước khi dông lốc, đóng và gài chặt các cửa đi, cửa sổ để đề phòng gió giật mạnh làm bung cửa nhằm không cho gió luồn vào bên trong nhà gây tóc mái nhà, dán các cửa kính bằng các băng keo dính bản rộng để hạn chế dở kính. Cách thả bao cát dằn mái tôn, xếp trực tiếp các bao cát lên máy, bao cát cho lượng cát trong bao lỏng trọng lượng từ 15 kg đến 20 kg, đặt lên mái tôn ở đầu tấm tôn hoặc mép tiếp giáp của các tấm tôn trên các xà gồ thép hoặc đòn tay, cách nhau khoảng từ 1,5 đến 2 m ở giữa dùng mái nhà và 1 đến 1,5 m ở vùng quanh mái nhà, đặt gần xà gồ hoặc dì kèo. Đối với nhà hai mái, cần buộc các bao cát vào dây dắt qua đỉnh mái để chống trôi trượt bao cát. Thực hiện tháo dỡ xuống khi hết mùa mưa bão. 3 cách nẹp thanh nẹp dằn mái tôn. Chọn các loại thanh nẹp như là dùng thép thanh đường kính lớn hơn 14 mm. Lớn hơn 14 mm, thép gốc, cổ, tre. Đặt lên mái các thanh nẹp cách nhau khoảng từ 1,5 m đến 2 m đối với mái tôn nên nẹp giữa phần phủ trong giữa hai tấm tôn và ngay xà gồ hoặc đòn tay. Bắt dít cường độ cao hoặc đục lỗ tại các đinh sống tấm tôn luồn dây thép hoặc dây chì đường kính 2 mm, buộc thanh nẹp vào xà gồ hoặc đòn tay cách nhau khoảng từ 0,5 đến 0,7 m. 4. Cách dùng dàn chữ A và dây neo cho mái nhà đối với nhà hai mái. Đặt các thanh chặn ngang bằng tre, gỗ, thép lên trên mái cách nhau 1 m ngay các vị trí xà gồ hoặc đòn tay của mái nhà. Đặt tiếp các thanh dàn chữ A bằng tre, gỗ, thép lên trên vuông góc với các thanh dằn ngang cách nhau khoảng từ 2,5m đến 3m buộc thanh chặn vào dằn ngang bằng dây thép hoặc dây thần dùng dây thép hoặc dây thần neo dằn chữ A vào các cọc đóng xuống đất sâu từ 1 đến 1,5m đối với nhà mới xây các nhà chuẩn bị xây dựng mới cần chú trọng đến các điều kiện sau tốt nhất là khi thiết kế nhà nên bố trí có đủ cửa trước và cửa sau để bảo đảm gió vào nhà không lòng gây tốc mái Trường hợp khó khăn, chỉ bố trí được cửa chính, cửa cái mà không bố trí được cửa sau thì buộc phải đóng kính nhà trước gió lốc đến. Đối với nhà tường phải có thép neo đường kính thép 6 mm, xà gồ vào tường vách nhà, tốt nhất là nên có bố trí dàn mái. Đối với nhà gỗ tiền chế thép phải khóa đòn tay và dì kèo với cột bằng bu lông hoặc mối hàng chắc chắn. Phải dùng thanh nẹp để nẹp gia cường cho mái tôn. Sản xuất lắp dựng mái hiên, mái kết phải rời khỏi mái nhà chính nhằm để hạn chế ảnh hưởng khi dòng lốc của máy hiên đến mái nhà chính. Thưa quý vị và các bạn, sau khi kích hoạt tài khoản định danh điện tử, việc sử dụng VNeID khi giải quyết các thủ tục hành chính, người dân có rất nhiều tiện ích, cơ quan quản lý nhà nước cũng có nhiều thuận lợi trong công tác quản lý giải quyết thủ tục hành chính. VNeID là ứng dụng trên thiết bị số định danh điện tử .gov.vn vneid gov vn là trang thông tin định danh điện tử do bộ công an tạo lập phát triển để phục vụ hoạt động định danh điện tử và xác thực điện tử trong giải quyết các thủ tục hành chính dịch vụ hành chính công và các giao dịch khác trên môi trường điện tử phát triển các tiện ích để phục vụ cơ quan tổ chức cá nhân vneid của bộ công an là ứng dụng được tích hợp cùng các tiện ích của thẻ căn cước công dân có gắn chip điện tử, bảo đảm chính xác, tiện lợi và thông tin của công dân được bảo mật an toàn. Đối với công dân, sau khi kích hoạt tài khoản định danh điện tử thành công có thể đăng nhập và sử dụng các chức năng tiện ích trên ứng dụng VNeID như sử dụng tài khoản VNeID để đăng nhập cổng dịch vụ công giải quyết các thủ tục hành chính theo hình thức trực tuyến. Thông báo lưu trú, đăng ký thường trú, tạm trú, tạm vắng, đề nghị cấp mới, đổi, cấp lại hộ chiếu phổ thông, căn cước công dân, đăng ký khai sinh, khai tử, đăng ký kết hôn, đăng ký thành lập hộ kinh doanh. Hệ thống tự điền thông tin vào các biểu mẫu đăng ký mà không phải khai báo điền thông tin nhiều lần, giảm nhiều khâu thủ tục và thời gian khi thực hiện các thủ tục hành chính chỉ cần sử dụng ứng dụng định danh điện tử là có thể thay thế căn cước công dân gắn chip và các loại giấy tờ đã đăng ký tích hợp hiển thị trên ứng dụng vneid như thông tin cư trú hộ khẩu online sổ sức khỏe điện tử giấy giấy tờ giấy phép lái xe giấy đăng ký xe bảo hiểm y tế người dân sẽ giảm tối đa các loại giấy tờ tùy thân phải mang theo Ngoài ra công dân cũng có thể sử dụng tài khoản định danh điện tử để phản ánh kiến nghị về an ninh trật tự, thực hiện các giao dịch tài chính như thanh toán, hóa đơn, điện, nước, đóng bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế, chuyển tiền ở mọi lúc mọi nơi nhưng vẫn đảm bảo được sự quản lý chặt chẽ, an ninh, an toàn thông tin, bảo mật dữ liệu, tránh giả mạo, giúp các giao dịch được an toàn đối với cơ quan quản lý nhà nước thì thực hiện quản lý hành chính công trên môi trường điện tử thay thế phương pháp truyền thống như trước đây khi được kết nối đến hệ thống định danh điện tử sẽ đảm bảo nhanh chóng thuận tiện tiết kiệm hiệu quả xác thực chính xác thông tin công dân và các loại giấy tờ tùy thân để được tích hợp nhờ đó sẽ giảm thiểu nguồn nhân lực tiết kiệm thời gian giảm giấy tờ chi phí phiền hà và hạn chế việc người dân đi lại nhiều lần khi giải quyết các thủ tục hành chính ứng dụng định danh điện tử vừa tạo thuận lợi cho người dân vừa thuận tiện trong công tác quản lý thông tin luôn được cập nhật đảm bảo dữ liệu đúng đủ sạch sống góp phần phát triển kinh tế xã hội phục vụ công tác quản lý nhà nước của cơ quan chức năng quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của trung tâm văn hóa thể thao và truyền thanh thành phố châu đốc phát trên tần số fm 92,1 mhz Thưa quý vị, chỉ còn khoảng hơn một tuần nữa, lễ hội dưới bà chú xứ núi Sam năm 2024 sẽ chính thức diễn ra. Đặc biệt năm nay, lễ hội dưới bà chú xứ núi Sam được tổ chức gắn với kỷ niệm 10 năm. Lễ hội dưới bà chú xứ núi Sam được công nhận di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia 2014-2024. Trong tháng 5 và tháng 6 này, thành phố Châu Đốc còn tổ chức các hoạt động kỷ niệm 195 năm ngày mất danh thần Thời Ngọc Hầu 1829-2024 kỷ niệm 200 năm hoàn thành kênh Vĩnh Tế 1824-2024, kết hợp kỷ niệm 198 năm ngày mất bà Châu Thị Tế 1826-2024. Lễ hội với bà Chúa Sứ Núi Sam năm 2024 sẽ diễn ra từ ngày 28 tháng 5 đến ngày 3 tháng 6, nhằm ngày 21 tháng 4 đến ngày 27 tháng 4 âm lịch với đầy đủ các nghi thức truyền thống gồm lễ khai hội, lễ phục hiện rước tượng bà từ đỉnh núi Sam xuống miếu thờ, lễ tắm bà, lễ thịnh sắc thần ông Thoại Ngọc Hầu và hai vị phu nhân, lễ túc yết, lễ xe dầu, lễ danh tế và lễ hội sắc. Chương trình khai hội với bà chúa xứ núi Sam kết hợp kỷ niệm 10 năm lễ hội với bà chúa xứ núi Sam được đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia 2014-2024 vào lúc 19 giờ 30 ngày 28 tháng 5 nhằm ngày 21 tháng 4 âm lịch tại Trung tâm Thương mại Vĩnh Đông, phường Núi Sam. Dự kiến truyền hình trực tiếp trên sóng đài phát thanh và truyền hình An Giang. Lễ hội với bà chú xứ Núi Sam là lễ hội mang đậm gian quá của cư dân dùng Tây Nam Bộ, thể hiện bản sắc và sự kế tục của cộng đồng người Kinh trong tiến trình giao lưu tiếp biến gian quá với người qua Khmer Châm. Năm 2014, lễ hội đã được Bộ Văn Quá Thể thao và Du lịch đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Những giá trị của lễ hội còn phù hợp với các tiêu chí Công ước 2003 của UNESCO để trở thành di sản văn hóa phi vật thể đại diện nhân loại. Năm 2023, bên cạnh Lăng Miếu Núi Sam được kinh danh là điểm đến du lịch tâm linh tiêu biểu châu Á-Thái Bình Dương, lễ hội chí bà chú xứ Núi Sam được UNESCO trao tặng danh hiệu hoạt động văn hóa tiêu biểu châu Á-Thái Bình Dương vì đã có những đóng góp tích cực cho sự phát triển ngành du lịch Việt Nam, góp phần lan tỏa bản sắc văn hóa Việt Nam. Cho đến thời điểm này, tại vùng đất phương Nam, ngoài đơn ca tệ tử là di sản duy nhất được UNESCO đưa vào danh mục là di sản văn hóa phi vật thể đại diện nhân loại vào năm 2013, thì lễ hội dưới bà chưa xứ núi Sam nếu đáp ứng các tiêu chí theo công ước cũng sẽ là di sản thứ hai, nhưng đồng thời cũng là lễ hội truyền thống đầu tiên của Nam Bộ được đón nhận danh dự này. Cùng với lễ hội dưới bà, trong tháng 5 và tháng 6, Châu Đốc còn tổ chức các hoạt động kỷ niệm 195 năm ngày mất danh thần Thượng Ngọc Hầu, kỷ niệm 200 năm hoàn thành kênh dĩnh tế, kết hợp kỷ niệm 198 năm ngày mất bà Châu Thị Tế. Với nhiều hoạt động lễ hội diễn ra đồng loạt, công tác chuẩn bị càng được thành phố quan tâm thực hiện chú đáo, từ việc đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, đến việc quy động tối đa sự tham gia của cộng đồng, và các nguồn lực xã hội đóng góp cho các hoạt động phục vụ lễ hội. Tất cả vì mục tiêu quảng bá, giới thiệu hình ảnh dùng đất con người và các giá trị di sản văn hóa tiêu biểu, đặc sắc của châu Đốc một cách sinh động, đặc sắc nhất đến nhân dân, khách du lịch trong và ngoài nước. Quý vị và các bạn vừa nghe bài nhiều hoạt động quan trọng diễn ra dịp lễ hội với bà chú Thứ Núi Sam năm 2024. Thưa quý vị, với phương thức tập hợp có nhiều đổi mới và linh hoạt, kết hợp giữa tuyên truyền vận động, nhân dân tham gia các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh do mặt trận phát động. Trong nhiệm kỳ 2019-2024, mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Châu Đốc đã phát huy quyền, quyền làm chủ và vai trò tự quản của nhân dân, tập hợp sức mạnh toàn dân, xây dựng thành phố Châu Đốc ngày càng giàu đẹp văn minh ngay từ đầu nhiệm kỳ quỹ ban mặt trận tổ quốc việt nam thành phố đã nâng cao sức mạnh tổng hợp củng cố lực lượng làm công tác thông tin truyền thông từ thành phố đến cơ sở đội ngũ tuyên truyền viên cộng tác viên nhóm nòng cốt nắm tình hình dư luận trong nhân dân được củng cố và hoạt động hiệu quả hơn các trang thông tin điện tử của mặt trận như fanpage facebook zalo được nâng cấp thông qua hệ thống truyền thông và lực lượng tuyên truyền viên của mặt trận và các tổ chức thành viên kết hợp với các ngành chức năng đã kịp thời cung cấp thông tin, đưa các chủ trương, đường lối của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và các chương trình mục tiêu phát triển kinh tế xã hội đến giới các tầng lớp nhân dân, thực hiện tốt nhiệm vụ mặt trận lắng nghe ý kiến của nhân dân với nhiều kết quả nổi bật. Qua hệ thống tổ chức và lực lượng cán bộ của mặt trận, các tổ chức thành viên đã nắm bắt tình hình, tập hợp ý kiến nguyện vọng, góp ý của nhân dân, phản ánh định kỳ đến các cơ quan đảng, nhà nước có trách nhiệm trả lời được nhân dân đồng thuận cao. Báo cáo phản ánh của mặt trận trung thực khách quan và đa dạng là kênh thông tin quan trọng để các cấp ủy chính quyền tăng cường lãnh đạo chỉ đạo và quản lý minh bạch hiệu quả hướng tới phục vụ tốt nhất đời sống của nhân dân. Trong 5 năm qua, Ban Thường trực Quỹ ban Mặt trận thành phố Châu Đốc đã tổ chức 18 cuộc tiếp xúc cử tri với đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, tiếp nhận hơn 168 ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân liên quan đến các lĩnh vực kinh tế, xã hội, quốc phòng an ninh, chế độ chính sách đất đai, bảo vệ môi trường đã tiếp nhận nghiên cứu và xử lý 78 đơn thư khiếu nại tố cáo, kiến nghị của công dân. Thông qua đó, nhiều vấn đề nhạy cảm bức xúc mà dư luận quan tâm và thực tiễn đặt ra được chỉ đạo giải quyết dứt điểm. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam từ thành phố đến cơ sở cũng đã chú trọng đổi mới nội dung và phương thức hoạt động. khối đại đồng kết toàn dân tộc không ngừng được củng cố và phát huy, tăng cường đồng thuận xã hội, xây dựng nền tảng vững chắc cho sự ổn định và phát triển các cuộc vận động phong trào thi đua được triển khai có trọng tâm trọng điểm khơi dậy mạnh mẽ tinh thần thi đua lao động sáng tạo của nhân dân và sự chung sức của cả cộng đồng tham gia phát triển kinh tế giải quyết các vấn đề xã hội xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh giảm nghèo bền vững công tác giám sát và phản biện xã hội tham gia xây dựng đảng xây dựng chính quyền được quan tâm giới trò đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của nhân dân tham gia đấu tranh phòng chống tham nhũng lãng phí được tăng cường hoạt động của Quỹ ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố ngày càng đổi mới và hướng mạnh về cơ sở, thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tạo tiền đề quan trọng để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của mặt trận trong thời kỳ mới. Kết quả đạt được trong nhiệm kỳ có ý nghĩa to lớn và quan trọng, góp phần cùng cấp quỹ chính quyền thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh. Trong 5 năm qua, mặt trận và các tổ chức thành viên toàn thành phố đã vận động tiếp nhận trên 79 tỷ đồng từ các nguồn quỹ quy động được đã hỗ trợ xây dựng 636 nhà đại đoàn kết, chăm lo tết cho người nghèo, hỗ trợ người nghèo phát triển sản xuất, nhân dân bị ảnh hưởng thiên tai được gần 48.000 trường hợp, đã góp phần cùng đảng bộ chính quyền thực hiện tốt công tác giảm nghèo bền vững. Đến nay thành phố không còn hộ nghèo, các chính sách an sinh xã hội trên địa bàn được đảm bảo, các hoạt động cứu trợ nhân đạo từ thiện giúp đỡ nhân dân trong phòng chống và khắc phục hậu quả thiên tai và các hoạt động an sinh xã hội được mặt trận và các tổ chức thành viên từ thành phố đến cơ sở triển khai thực hiện có hiệu quả. Để có thành quả đó, Mặt trận Tổ quốc luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo chỉ đạo thường xuyên, sâu sát của đảng đối với công tác mặt trận, sự phối hợp ngày càng chặt chẽ hiệu quả giữa mặt trận Tổ quốc và chính quyền, sự chủ động sáng tạo và tích cực của các tổ chức thành viên, xác định đúng trọng tâm trọng điểm trong triển khai nhiệm vụ của Quỹ ban Mặt trận Tổ quốc trong nhiệm kỳ, sự nỗ lực tâm quyết của đội ngũ cán bộ làm công tác mặt trận các cấp đặc biệt là sự đồng tâm hiệp lực của các tầng lớp nhân dân. Hoạt động của mặt trận ngày càng thiết thực gắn với lợi ích trực tiếp của nhân dân, nhận được sự quan tâm và hưởng ứng của toàn xã hội. Đại đoàn kết toàn dân tộc là đường lối chiến lược, nguồn lực nội sinh, động lực to lớn để xây dựng và bảo vệ tổ quốc gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng nông thôn mới ở từng địa phương. Năm năm qua, mặc dù trước những khó khăn do đại dịch Covid-19 đã tác động không nhỏ đến tư tưởng tình cảm của nhân dân, sông khối đại đoàn kết toàn dân tộc được tăng cường đời sống của nhân dân ngày càng được cải thiện tinh thần dân tộc lòng yêu nước được khơi dậy mạnh mẽ mối quan hệ gắn bó mật thiết và niềm tin của nhân dân đối với đảng và nhà nước không ngừng được củng cố các tầng lớp nhân dân phát huy quyền làm chủ đoàn kết sáng tạo thi đua xây dựng và bảo vệ tổ quốc kinh tế xã hội của thành phố châu đốc tiếp tục phát triển ổn định Quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế tạo ra sự chuyển dịch mạnh mẽ về cơ cấu lao động và dân cư giữa khu vực nông thôn và đô thị, xuất hiện ngày càng nhiều ngành nghề, loại hình lao động dịch vụ mới trong xã hội. Mặc dù khoảng cách giàu nghèo có giảm, một bộ phận nhân dân, nhất là những người có thu nhập thấp ở nông thôn, đời sống vẫn còn khó khăn. Nhưng giới tinh thần chia sẻ giúp đỡ, ý thức cộng đồng trách nhiệm vẫn là xu hướng chủ đạo trong xã hội. Mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh vẫn là định hướng cơ bản được các tầng lớp nhân dân đồng tình ủng hộ và thực hiện thông qua vai trò liên minh chính trị mặt trận đã khích lệ động viên các tầng lớp nhân dân tham gia thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh đảm bảo an sinh xã hội và giảm nghèo bền vững thực hiện dân chủ giám sát và phản biện xã hội tham gia xây dựng đảng chính quyền làm cầu nối tăng cường mối quan hệ gắn bó giữa đảng nhà nước với nhân dân sự lãnh đạo chỉ đạo quyết liệt của các cấp ủy đảng quyết tâm đổi mới trong quản lý, điều hành của nhà nước do những kết quả đạt được trong phát triển kinh tế xã hội, xây dựng nông thôn mới, phòng chống tham nhũng lãng phí, đảm bảo quốc phòng an ninh đã củng cố niềm tin của nhân dân, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân trên địa bàn thành phố. Quý vị và các bạn vừa nghe bài Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Châu Đốc phát huy quyền, quyền làm chủ của nhân dân, xây dựng Châu Đốc ngày càng phát triển. Thưa quý vị, thời gian gần đây, tình hình tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng diễn biến rất phức tạp, với nhiều phương thức thủ đoạn tinh vi, thiệt hại lớn về tài sản gây bức xúc trong dư luận xã hội. Từ năm 2020 đến năm 2023, Công an toàn tỉnh An Giang phát hiện, điều tra 171 vụ án, khởi tố 63 bị can, thu hồi số lượng lớn tài sản. Trong đó phát hiện điều tra 119 vụ, khởi tố 1 bị can về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng. Từ đầu năm 2024 đến nay, Công an tỉnh tiếp nhận giải quyết chính đơn trình báo, số tiền thiệt hại khoảng 15 tỷ đồng. Theo Đại tá Bùi Tấn Ân, Phó Giám đốc Công an tỉnh An Giang, tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng, sử dụng nhiều phương thức thủ đoạn tinh vi như thông báo trúng thưởng, kết bạn, làm quen gửi quà, giả danh ngân hàng, cán bộ cơ quan nhà nước, tuyển cộng tác viên bán hàng online, giả mạo quỹ tiết kiệm, hack tài khoản mạng xã hội, mạo danh người khác, kêu gọi đầu tư vào sàn giao dịch cho che tiền online, dài qua app dịch vụ lấy lại tiền bị lừa đảo. Thủ đoạn phổ biến là thông báo trúng thưởng, đối tượng giả danh nhân viên nhà mạng, siêu thị, công ty dịch vụ gọi điện thông báo trúng thưởng tài sản có giá trị lớn, quà được gửi qua bưu điện, phải đóng thuế dựa trên giá trị món quà cho nhân viên bưu điện thì mới được nhận hàng. Thực chất bên trong gói hàng này đều là đồ giả. Sau đó các đối tượng chiếm đoạt số tiền mà bị hại đã đóng hoặc đối tượng sử dụng mạng xã hội kết bạn nhắn tin làm quen giới thiệu là đang sinh sống tại nước ngoài thông báo gửi quà sau đó giả danh nhân viên sân bay hải quan thuế yêu cầu nộp tiền để nhận quà rồi chiếm đoạt hai đối tượng giả danh cán bộ ngân hàng gọi điện cho bị hại thông báo có người chuyển tiền vào tài khoản nhưng do bị lỗi nên chưa chuyển được yêu cầu khách hàng cung cấp mã số thẻ và mã otp để kiểm tra hoặc đối tượng giả danh tin nhắn ngân hàng yêu cầu bị hại truy cập vào đường link cài đặt ứng dụng ngân hàng giả mạo nhập thông tin tài khoản ngân hàng để giải quyết. Các đối tượng sử dụng thông tin bị hại cung cấp, truy cập vào tài khoản và rút tiền của bị hại. Đối tượng còn giả danh cán bộ cơ quan nhà nước, gọi điện thông báo người dân có liên quan đến vụ án như rửa tiền ma túy, hoặc bị xử phạt nguội vi phạm giao thông, yêu cầu bị hại chuyển tiền vào tài khoản mà các đối tượng lừa đảo đưa ra để phục vụ công tác điều tra xử lý. Đối tượng đưa ra các lý do kiểm tra việc đóng thuế, định danh điện tử mức 2, yêu cầu bị hại cài đặt app mạo danh cơ quan nhà nước chứa mã độc, thực hiện thao tác đăng nhập tài khoản ngân hàng, cung cấp mã OTP, nhân chuyện dân tài khuôn mặt. Sau đó đối tượng đánh cắp thông tin chiếm quyền sử dụng điện thoại từ xa, can thiệp vào hệ thống điện thoại để chiếm đoạt tiền trong tài khoản ngân hàng. Điển hình ngày 21 tháng 3 năm 2024, anh NTB, ngụ phường Mỹ Quý, thành phố Long Xuyên, nhận được cuộc điện thoại tự xưng cán bộ công an phường Mỹ Quý, yêu cầu anh B định danh điện tử mức 2. Sau đó người bạn này kết bạn Zalo, gửi đường link http 2 2 xuyệt diệt govxc cc yêu cầu anh B sử dụng điện thoại có hệ điều hành Android, cài đặt ứng dụng cổng dịch vụ công Bộ Công an nhằm thuận tiện cho việc định danh điện tử mức 2 mà không cần đi lại. Đồng thời đối tượng yêu cầu anh B chuyển 6.000 đồng vào tài khoản đối tượng chỉ định thực hiện các thao tác như đăng nhập tài khoản ngân hàng, cung cấp mã OTP, nhận diện dân tay khuôn mặt, sau đó đối tượng nhanh chóng chiếm đoạt tiền trong tài khoản ngân hàng. Phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao công an tỉnh đề nghị các đơn vị địa phương tuyên truyền, thông báo rộng rãi trong quần chúng nhân dân, nâng cao ý thức cảnh giác, chủ động phòng ngừa và tố giác tội phạm. Nếu muốn định danh điện tử mức 2, làm thủ tục liên quan đến thuế, người dân trực tiếp đến cơ quan công an hoặc cơ quan thuế gần nhất để được hỗ trợ hướng dẫn, đặc biệt không cung cấp thông tin cá nhân. Không truy cập cài đặt phần mềm từ website không chính thống, không tham gia đầu tư vào sàn giao dịch trái phép, khi phát hiện tội phạm trình báo ngay đến cơ quan công an gần nhất để kịp thời ngăn chặn xử lý. Quý vị và các bạn vừa nghe bài phòng ngừa chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng. thưa quý vị và các bạn nội dung vừa rồi cũng đã khép lại chương trình phát thanh hôm nay của trung tâm gian quá thể thao và truyền thanh thành phố châu đốc cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin kính chào tạm biệt